Xin chào tất cả các bạn, tiếp tục trong phần chương 1 là quen với sale trong nội dung của học dự toán công trình online. Mình hướng dẫn các bạn thực hành 10 bài tập Excel căn bản. Và video hôm trước chúng ta đã dừng lại ở nội dung là đánh cái hàm Power. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cái hàm Product. Hàm Product này mục đích của nó là để chúng ta thực hiện phép nhân của nhiều số hàng với nhau. Ví dụ bạn ghi bằng Product. Rồi thì khi chúng ta quét thế này thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ lấy 1 nhân 3 nhân 3 nhân 3,5 nhân cho 2401 này, đúng chưa? Rồi. Rồi và chúng ta có kết quả. Thế này vấn đề đặt ra tại sao lại có hàm product mà tại sao không nhân lại từng số lại với nhau, nó cũng đâu có vất vả gì lắm đâu. Thì một cái điểm hay của hàm product á là cái hàm này nó sẽ bỏ qua hàm này nè, sẽ bỏ qua số hạng nào mà ở đó số hạng đó bị rỗng hoặc là gì, hoặc là kiểu chữ. Đó, ví dụ giả sử số 1 này mình xóa đi. Dạ yeah, xin lỗi các bạn, số 1 không có ý nghĩa, số 3 đi. Thì nó chỉ thực hiện phép là 1 nhân 3 nhân 3,5 nhân 2401 thôi. Chứ nó không có, nó bỏ qua cái hiệu này. Hoặc cái này không phải là rỗng mà là chữ A. Thì nó sẽ bỏ qua chữ A này. Được chưa các bạn? Đó, nó sẽ bỏ qua. Đó, với trường hợp hàm rất này là sẽ bỏ qua số hạng nào mà ở đó số hạng đó bị rỗng. Đây, tức là cái ô này bị rỗng nè, hoặc là kiểu chữ. Đó, cái hai của hàm product là như vậy. Rồi, xong, chúng ta có kéo xuống là xong. Rồi. Ok. Như vậy bài tập số 2 chúng ta cũng đã làm xong. Chúng ta đi đến bài tập số 3. Bài tập số 3 họ nói như sau: cho một cái bảng thống kê thế này mà bạn tìm giá trị lớn nhất. Quá đơn giản đúng không? Dùng hàm max, gọi là max á, hàm max đúng không? Còn quét hết cái này, đóng ngoặc lại, thế là sao? Như vậy 85 lớn nhất, giá trị nhỏ nhất có nghĩa là min. Rồi xong, nó sẽ loại trừ ra cái ô nào mà có ký tự là dạng chữ hoặc là rỗng thì nó sẽ trừ ra. Giá trị trung bình bạn sẽ dùng hàm average, bạn kéo hết cái này rồi bạn đóng ngoặc lại, nó sẽ ra trị trung bình. Tổng các giá trị bạn dùng hàm sum, quét hết lại. Rồi xong, số ô chứa giá trị bạn dùng hàm count, được chưa? Count, bạn quét hết cái này. Rồi số ô chứa giá trị chuỗi có nghĩa là số ô mà nó chứa ví dụ như là sum, study, compare, computer, mac, command, link, đó ví dụ như vậy, thì bạn dùng hàm count a, được chưa? Count a. Rồi đếm hết cái này. Rồi hàm count a sẽ trả về tất cả những ô chứa giá trị mà ở đó không phân biệt là chữ hay là số. Được chưa? Sau đó bạn trừ cho cái ô ở trên này là giá trị chứa giá trị số thì nó sẽ còn lại 8. Số ô chứa giá trị lớn hơn 50 bạn dùng hàm count x cái vùng này. Được chưa? Cái điều kiện sẽ là lớn 50, điều kiện bạn để trong dấu nháy kép. Dấu nháy kép là dấu nháy kép chứ không phải là hai dấu nháy đơn. Dấu nháy kép lớn hơn 50, đóng dấu nháy kép lại, bấm dấu ngoặc lại, xong. Số ô bắt đầu bằng chữ come, ví dụ như là command, compare, computer, các bạn dùng hàm count x. Rồi, vùng này
Rồi, điều kiện để trong dấu nháy, nháy kép, bạn bấm chữ không. Sau đó, những ký tự còn lại, bạn hãy dùng ký tự sau. Trong công thức Excel, ký tự sau sẽ thay thế cho một chuỗi những ký tự bất kỳ. Do đó, bạn hãy dùng chữ không kết hợp chữ chữ sau với sau, đóng dấu nháy kép lại. Thì có nghĩa là command, compare, computer đều là những ký tự mà mình cần. Rồi xong. Nhớ các bạn. Ok. Rồi. Bài số 3 xử lý xong. Được chưa? Rồi. Cho đến bài số 4. Bài số 4 này là bài trả về thời gian ngày tháng. Cái này dễ thôi. Các bạn mặc định đây là số serial. Serial là nó lấy ngày 1 tháng 1 năm 1900. Đó chính là ngày 1 tháng 1 năm 1900 là ngày đầu tiên. Từ đây có nghĩa là serial bằng 1. Như vậy bạn muốn trả về ngày, bạn chỉ cần dùng hàm day. Day. Rồi. Bạn muốn trả về tháng, bạn dùng hàm month. Muốn trả về hàm năm, bạn dùng hàm year. Bạn muốn số thứ tự trong ngày, bạn dùng hàm weekday. Weekday. Chỉ vô đây. Thế loại trả về là trả về lấy ngày chủ nhật làm ngày đầu tiên hay ra ha, ngày chủ nhật làm ngày số 1 hay sao, ý nó như vậy. Như vậy mình không có làm gì hết thì mình mặc định nó sẽ lấy ngày chủ nhật làm ngày đầu tiên, thì ngày thứ hai chính là ngày thứ hai trong tuần. Tạo lại ngày tháng bằng dùng hàm day. Day. Year Monday. Year là cái này, chấm phải, month là cái này, và day là cái này. Rồi thì sẽ ra là ngày ngày 6 tháng 12. Chứ tại sao lại nhầm lẫn ở đây? Ngày 6 mà tại sao đây là ngày 12? Đó là do mặc định hệ điều hành Windows của mình. Bạn thấy con chuột mình chưa? Con chuột mình đang thể hiện tháng trước ngày sau là do mình lấy cái vùng kiểu của Mỹ. Thì mà muốn ra kiểu Việt Nam, bạn hãy kích chuột phải chọn format cell. Bạn chọn một cái mục là day, bạn tìm đến cái giống của mình. Đó là day về mình gì vậy? Nếu như mà nó không đúng thì bạn hãy chọn custom. Custom. Và bạn gõ vào đây. DD siệt minh siệt year. Rồi xong. Ok, và chúng ta đạt được yêu cầu. Và bây giờ bạn hãy kéo xuống, thế là xong. Rồi, rất nhanh. Ok. Rồi, mình sẽ định dạng bên bài giải này cho các bạn tham khảo nha. Đây đây. Minh. Yeah. Rồi. Xong. Rồi, là số 4 hay sao? Là số 5. Là số 5 để bạn xử lý một số cái bài toán đơn giản dần. Chúng ta sẽ làm bài tập số 5. Lập công thức cho mã loại, biết rằng ký tự cuối cùng của mã hợp đồng, ký tự cuối cùng của mã hợp đồng là mã loại. Ký tự cuối cùng của mã hợp đồng là, như vậy ký tự cuối cùng là ký tự này. Đây, ký tự cuối cùng là số 2, số 1, số 2, số 1 là mã loại. Như vậy mã loại sẽ bằng ký tự cuối cùng, bạn dùng hàm right bên tay phải, bạn chỉ vào này, bạn gió bấm dấu chấm phải. Bạn muốn lấy mấy ký tự, họ nói là ký tự cuối cùng, cho nên bạn bấm một ký tự thôi. Hàm right sẽ trả về số ký tự trong một cái chuỗi mà ở đó đếm từ phải qua số lượng bao nhiêu ký tự. Rồi, sau đó bạn kéo xuống. Rồi. Kéo xuống. Số thứ tự hợp đồng, biết rằng ba ký tự giữa của mã hợp đồng là số thứ tự của hóa đơn, ba ký tự giữa có nghĩa là 1, 2, 5,
201-098-580 thì số thứ tự hợp đồng chính là bằng ngoại vụ hàm mid. Mid là lấy số, lấy ra một chuỗi, trích chuỗi, được chưa? Trích chuỗi này từ một chuỗi có sẵn, hãy nhập số ký tự bắt đầu từ trái qua. Ví dụ biết rằng ba ký tự giữa như vậy thì bạn chỉ vào cái vùng cái chuỗi cần lấy là đây, số ký tự bắt đầu sẽ là số 1 hoặc là số 2 hoặc là số 0 hoặc là số 5, thì sẽ gọi là số ký tự bắt đầu là số thứ tự là số 2. Lấy mấy ký tự, họ nói là ba ký tự, bạn gọi là 3, rồi do đó nó sẽ ra được yêu cầu. Rồi tìm công thức cột giảm giá sao cho nếu mã loại, nếu mã loại là mỗi loại 1 thì giảm bao nhiêu? 30%. Mã loại 2 thì giảm 50%. Do đó cho này bạn ghi bằng if này đầu tiên là biểu thức đúng sai à, và giá trị. Nếu như mà cái biểu thức này đúng thì sao, và biểu thức mà nếu mà sai thì sao? Thì đầu tiên là nó là nếu mã loại bằng 1 thì giảm giá 30%, có nghĩa là nếu là cái này nè mà bằng 1 thì sao? Giảm giá 30%, có nghĩa là 30%, được chưa? 30%. Rồi nhân với gì? Nhân với đơn giá tức là nhân cái này, nhân với số lượng là nhân với cái này. Rồi nếu như không phải là, nếu cái mã, cái mã loại không phải là 1 thì sao? Thì nghĩa là 2. 2 thì sao? 2 thì giảm giá 50%, có nghĩa là nào còn lại sẽ là 50% nhân với đơn giá và nhân với số lượng, rồi đóng lại thế thì xong. Thành tiền thì bằng đơn giá nhân số lượng trừ giảm giá, bằng đơn giá nhân số lượng bằng trừ giảm giá. Rồi xong, bài tập này mình đã xử lý xong. Được chưa các bạn? Rồi rất là nhanh chóng. Rồi các bạn có thể xem bài giải bên những trang này. Dạ. Yeah. Rồi. Chúng ta đi đến bài tập số 6. Xếp loại cho học sinh. À, biết rằng cái bảng thứ tự thì có rồi đây. Đó, xếp loại thì bạn dùng hàm gì? Thì bây giờ ví dụ như bạn này 5 điểm 9 nè. 5 điểm 9 thì nó sẽ không có trong cái này, tức là họ chỉ có 5 điểm, 0 điểm, 5 điểm, 7 điểm, 9 điểm, có nghĩa là từ 5 điểm trở xuống là yếu, 5 điểm đến 7 điểm là trung bình, 7 điểm đến 9 điểm là khá và trên 9 điểm là giỏi. Ý là như vậy. Như vậy nhìn vào đây mình đánh giá ngay, nếu mình nhập tay thì bạn này sẽ là trung bình, bạn này sẽ là khá, bạn này giỏi, bạn này giỏi, bạn này yếu, bạn này trung bình, bạn này khá. Như vậy thì chúng ta hãy ghi bằng. Chúng ta sẽ sử dụng hai cách. Một, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. VLOOKUP chỉ vào cái này, phải table là cái này, cái vùng tìm kiếm ở đây. Nhưng mà tí nữa mình cũng sử dụng lại những cái ô này, cái ô tìm kiếm này cho cái vùng này. Do đó cho nên cái vùng này phải là F4 lại, đóng ký tự đô la cho nó để cho nó nghiêm. Phải. Khi nó truy vấn 5.9, lấy 5.9 nó luôn luôn truy vấn vào cột đầu tiên. 5.9 sẽ truy vấn vào cột đầu tiên và trả về cột thứ hai. Như vậy mình sẽ gõ về trả về cột số 2. Nó hỏi mình muốn tìm trả về giá trị sắp xỉ hay là chính xác. Approximate chính xác, là sắp xỉ. Exact là chính xác. Giới cho nên mình đây mình giá trị sắp xỉ thôi, bởi vì 5.9 nó không có trong cái bảng này, cho nên nếu như mà mình tìm giá trị chính xác á là 5.9 nó sẽ báo lỗi vì chỉ có 5, 7 thôi. Do đó cho nên 5.9 là con số nhỏ. Con số 5.9 nó sẽ nhìn vào đây và nó thấy con số nào nhỏ hơn 5.9 và gần nhất, có nghĩa là 5, nó sẽ trả về trung bình. Ví dụ 8.6 nó sẽ nhìn vào đây, con số nào gần nó mà nhỏ hơn 8.6, gần nó thì có 9 7, nhưng mà con nhỏ hơn sẽ là con số 7. Do đó cho nên nó trả việc khác, bạn hãy chọn cái này. Rồi trung bình, bây giờ bạn kéo xuống. Rồi ok,
xếp hạng bạn dùng thành rank, rank. Rồi số bạn hãy chọn cái này được chưa, thứ tự và cái vùng là cả vùng này, thì mình cần đối chiếu số 5,9 với lại cái vùng này, thì bạn hãy đóng F4 này lại để cho nó thêm cái từ đô la vào. Rồi sau đó bạn kéo xuống. Rồi như vậy 9.5 là cao điểm nhất, là giỏi. À, vị trí đây là xếp thứ hạng này. Rồi ok,